Việt Nam xem đôi nào vừa vừa chén đấy. Tôi đã ở cái ngã ba này này, lấy quà đi tặng cho ông. Đi cùng không? Đi sang nhá. À, đến rồi à? Thế ở đây đợi tí nhá. Thank you.
chén ha, xong mình tiếp vẫn cứ đi được cú tạm thời nha, đôi khi được cú mình khôi được và mới vứt được cú nha. Thuốc quá xinh luôn, được đấy. Dạ, cháu đi nhóm lửa về nhá, xong rồi mình đun nước, đun khoai nhá, xong đi xem dê, xem thỏ, thế nào đó. Bắt thỏ cũng được nha thỏ ơi, còn nó có còn tắm đấy nhỉ. Còn nữa có gì mà nhớ thế à, cái nhóm thì ông rất là rất là đẹp không, ông cháu mình là luộc mấy quả khoai ăn nhỉ, mấy quả khoai đó mấy quả khô tâm này cho nhiều đồ phết nhỉ, cho một tí người có hoàn cảnh khó khăn. Phát quang hết rồi nhỉ, trước đậm lắm. Được lên đây nhiều lần chưa? Lên mấy lần rồi? Ôi trời ơi, lâu không lên dốc mệt đấy. Đâu ơi, không có nhà. Đúng không? Không có nhà đâu. Đi đâu rồi? Đâu ơi, đâu rồi? Ôi, ai nhỉ? Ai xem ai rồi, cháu gái rồi. Ôi ôi, 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 khỏe chứ. Ôi, làm nhà xong rồi nhỉ. Xong rồi, xong rồi. Lâu lắm không gặp ông mà đi khắp nơi không gặp ông ở đâu cả. Ở ông ở nhà nhá. Việc quá. Mày cán bộ ở nhà nhá. Chào ông nhá. Vâng. Nhà làm như này là đẹp rồi. Vâng. Cảm ơn. Đây. Nhà cọ mát nhỉ. Vâng. Này, đợi. Ở đây là cán bộ đem đồ cho mình này.
Đây, từ thiện mang một ít quà về cho này. Ơi, quà gạo đấy nha, ông ấy. Ôi, quà. Ôi, ông thế nhỉ? Chả biết nói ông thế nào à? Mà ông này, quà đem rồi tặng cho từ thiện cho thôi. Từ thiện cho à? Cho thôi, này, chan với lại. Thế hôm nay là vất vả, khổ cho ông dẫn cán bộ lên rồi. Ngồi ạ. Hay à, cháu lớn lấy chồng nữa nha. Vâng, lớn nữa tôi cũng khổ cho gái lắm. Đây, đây cái này dạng cái này đây lấy ra đi. Có cán bộ tặng từ thiện cái gì cho cái gì cho mình nhỉ? À cái này ông có biết chữ đâu, cái này chưa có hỏi cán bộ mới đọc cho thôi. Đây này người ta tặng cho ông lò cống đây này, ghi tên này. Vâng. Đây nó viết tiếng Anh đây. Vâng, tiếng Anh rồi. Tôi cũng chả biết chữ, không biết cái anh này hay, đấy, anh hay sao. Cháu khác lấy ra xem nhé. Vâng, 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 cảm ơn nhé. Các bộ ngồi ở đây đấy, tôi đun nước cho ông ra nhé. Vâng. Vâng. Ờ. Thế mình đi một tí vào đây. Ông cứ ngồi đấy, tôi nghỉ ngơi đấy chứ. Ông đun nước cho ông uống nhé. Uống nước được ông ạ. À, bây giờ tôi giao cái việc cho đồng chí kia xong là giao một ít quà cho ông là về. Vâng. Và đặt hoa đó ông ơi. Vâng. Cán bộ này cũng ở xa phết luôn đấy, vất vả cán bộ quá nhỉ. Mai khi nhà hảo tâm họ tặng quà về có gì cho cái nhà làm này là cũng chắc. Vườn này vườn của ông ạ. Vườn này trước có một ông đi buôn ấy, ông đã trao đổi cho mảnh đất này khu cho ở đằng sau đấy. Và đằng xung quanh khu này còn chưa trồng cái gì. Gà to phết đấy. Vâng, gà có 2-3 con thôi. Này mai kia cố gắng làm cái nhà bếp này nhá. Vâng. Tôi đang đun tí ít khoai mà ông ở đây ở lại với tôi ăn với củ khoai đó ông ơi. Ký vào đây xong là để giao cái việc này cho ông, giao cái quả cho ông. Lấy quà ở đây rồi. Vâng. Cái nhà hảo tâm lấy về cho đồng chí kia đưa về cho, không biết là có tiền không? Vâng. Có gì không? Có. Ừ. Tiền thì đưa cho ông. Tiền đưa cho ông, ông mai ông đi mua lợn hay là mua cái gì? Vâng. Về nuôi. Vâng. Cảm ơn các bộ hảo tâm nhé. Cháu mình đến xem đó nhỉ. Đấy, xem các nhà hảo tâm cho nhiều tiền không? Vâng. Ô, nhiều phết đấy. Vâng. Đây này. Đấy, này là đủ ông chi tiêu mấy tháng rồi. Vâng. Nay tất cả tôi cũng mua lợn mua ấy về nuôi thôi. Vâng. Cất đi nhá, cất ký vào nhá. Vâng vâng vâng. Cảm ơn à. Xong tình hình là tôi phải chuyển công tác không lên đây nữa. Vâng. Tôi giao cho đồng chí này lâu lâu lên đây thì chuyển quà chuyển ấy lên đây thì phụ trách luôn nhá. Vâng. Bây giờ là tôi chuyển công tác rồi, bây giờ ông tự lo cho cuộc sống nhá, không là mai kia nếu mà có việc gì thì đi gọi công an, có việc đi gọi công an, đi vào cơ quan đi gọi. Vâng. Khi nào cán bộ. Vâng. Khi nào ông có nghỉ được nghỉ phép thì nó có lên đây thăm tôi để mà. Đấy, chắc là tôi chưa này, chưa có một bước cấp cho ông này đấy. Không, vâng. không lên đây nhiều rồi. Vâng. Tôi có bắt được tay này. Ừ. Vâng. Cảm ơn. À, ông nhé. Cố gắng nhé. Vâng. Chào nhé. Vâng. Tôi đi đây. Vâng. Đó là đồng chí nhà hảo tâm là ở đây chơi một lúc hay là đi về luôn? Ông hỏi tôi bao nhiêu lâu rồi tôi chưa có một bước mà mời ông ăn ấy. Ôi ăn cái gì ạ? Ông nào? Đấy tôi cầm cái này. Ừ. Vâng, cảm ơn ông nhé. Cố gắng nhé, cố gắng phát triển kinh tế, cố gắng làm nhé. Vâng, vâng, chào nhé. Ông ở đây có đất rộng thôi, mai tôi mang mấy con gà về cho ông nuôi nhé. Vâng, vâng, cảm ơn nhé. Được đấy, mai lấy gà con về đây nuôi được đấy. Cho gà tôi nuôi tôi sẽ cảm ơn luôn đấy. Vâng, vâng. Và các bộ ở đây em... Về nhé. Vâng, chào nhé. Về nhé, ông nhé. Vâng, vâng, cảm ơn. Chào nhé, cô về nhé. Cảm ơn các bộ hảo tâm nhé. Vâng, cô về nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng. Ừ. Cháu gái lấy châu rồi nha. Vâng, tôi cũng xúc động. Ông khổ tôi rất nhiều rồi. Cố gắng nhá, hai ông cháu nhá. Các ông sĩ qua đi có thằng này khỏe nhá. Cô cán bộ ở tâm đi mà khỏe nhá. Ông cháu đi về làm việc đi. Vâng, bye bye nhá. Vâng. Cháu này phải về. Cháu, về thằng này nhá. Mình sẽ vào trong trường trại thật kỹ nhá. Cái gì cháu ơi? À, tiền á? Tiền dưới á? Dưới đâu? Dưới đấy. Thấy chưa cháu? Ở đây rồi. Ồ, hôm giờ cầm hồng xuống cả sản đấy. Cháu ạ. Đúng rồi. Nhìn lại cho mình góc. Cái này giá xem nè. Úi dù. Cháu lấy cái con dao. Cái này cắt. Bằng miếng dao. Gracias.
cái này có cả trái tim nữa cháu ạ. Con gì nhỉ? Ui giời, con à, con này là con gì đây, cũng chưa thấy bao giờ. À, cái này hỏi bảo mình đi kiếm một tiền này, rút tiền lẻ vào đây để làm tiền tiết kiệm ấy. Cái này đang làm gì này, em đi sau nhỉ. Cái gì hả? Con này cứ đâu đây, mất nữa nhỉ. Đi đi cắt hơn. Đấy. À, tiền nhỉ, đúng rồi. Nhìn đây, cái phóng bì vào một tí nhỉ. Bây giờ, mình rút vào đây để làm tiết kiệm đó nhỉ. Đúng rồi. Hay là mai kia ông cháu mình đi làm kiếm được tiền, ông cháu mình tiếp tục nhá. Đúng rồi. Đúng rồi, dán vào. Bà ra đúng à, cũng cắt kiểu đấy đó. Nhưng cái bao kéo bóc lại ăn cháu rồi, à, chặt trước à. Đây là nhá. Lần này cháu có chăn đắp rồi đây. Đấy, ổn hết rồi, ấm phết đấy cháu ạ. Được đấy. Chăn đắp tụi bài tiếp nhá. Rồi, ông cháu mẹ ăn kẹo. Đây, để cho nó biết là mít vào. Đấy, đúng rồi. Cái này như áo gì nhỉ? Như đông chứ. Cái họ gì chứ, để làm cái túi đây. Đây. Thôi cho cả nhà. Ông xin nhé. Mời cháu ăn nhé. Ngon, kẹo cán bộ ngon nhất. Cháu ở ông bao nhiêu lâu cũng hơi khổ rồi. Hôm nay có cán bộ tặng quà, con buồn rồi nhé, con khổ nhé. Cái này là cái gì? Đấy, phải ở đây đi, ông cháu mình nấu một nồi cháo cho biết kia đấy. Lấy cái lên kia, ông nấu cháo cho biết gì. Cháo cho biết gì ăn đã. Ăn nhiều lắm. Ui, gì đấy cháu ơi. Ăn khoa, ăn khoa. Ông xin nha. Ngon lắm, ngon lắm. Hôm nay ông cháu mình nấu cơm to mấy kia thôi, mấy kia ăn bỏ trước nhé. Đi nấu cơm của bạn nào bạn. Mà có dạo ăn nốt nữa. Ông ăn này ông đủ no lắm rồi. Ông mà xem cái nồi cơm đó. Ông lấy mình ông cháu mình lấy cái khoản tiền của cái cô cán bộ từ thiện đấy, mình đi mua nồi mua lợn nhé. Cứ mang cái túi đi nhỉ. Mấy kia nhà trong nhà nhá. Ông cháu mình đi với cái hai cháu cái giấc mới đấy. Ông cháu mình chọn giấc mới.
trước xem nè. Cha bảo à? Ờ. Con hỏi con thua là đến mài nhà mày chúng con mài không? Mài chế tao. Chế tao à? Mài chúng này chế tao mày. Đồ đồ quân mày. Đồ có đồ quá. Ờ. Con chế tao à? Ờ. Ừ. Nào à? Ừ. Chan lê quá. Chan lê. Có sữa không? Cháu hủ anh cho vào túi nhé. Được tại Tết. À, được Tết rồi. Dạ cho bà chủ nhé. Sao bà? Ông thằng đó. Đâu bắt đầu đi thôi nhỉ. Có trong nhà khổ rồi đấy hả? À, này. Ôi giời, tay lên hổ anh ấy nè. Thả xuống đấy. Nó ổn quá đấy, nó quét cái lá đã.
ra đây nhỉ. Hôm nay họ cho em có việc làm, một làm nấu đồ cho ăn này, làm kinh cái gì làm gì mãi nó ăn này, cái thứ việc của làm cháu cho mình đi sang nhà thì sang chỗ sang ấy ạ. Kì không cho con hả kì? Để kì mình phải dặn cũng được. Ú, cháu gái ơi. Con này không ăn vui rồi. Cháu gái ơi. Con cho con này chết rồi. Con này nó bé quá đi. Không có gì cắn nó ấy. Nên này nó rắn là sao ấy. Con nó xanh xanh này. Được rồi. Buồn quá nhỉ. Xem nhá. Đây này. Không có con rắn là con gì. Con nó ở đây rồi, cái này nó xanh xanh này, nó mới chết được rồi này. Mấy con kia có chết được đâu. Thì cho ông cháu mình lên để chôn hồi này nhờ. Cái này nhờ, cậu cháu đều buồn rồi nhá. Lên để chôn hồi nhá. Nhá, nó đã chết thì thôi, chả ra biết làm thế nào cả. Bà con kia mình chăm sóc thật tốt vào rồi nhá. Cái gì, cái gì, ông có cốt sẻng cho lấy con đấy, cho ông lấy để chôn đi nhá. Nào, cho ông đó, nhá. Không buồn nữa nhá. Đi chợ ông à. Đi chợ ông nhá. Đây chuẩn rồi nhá. Không buồn nữa nhá. Nhá. Đi chợ ông mình đi thương khu con gì hôm nọ đây. Tôi thay một bên bãi đấy thôi nhỉ. Chết rừng trôn còn dưới đấy ở về con cho con trôn đấy có gần nó có bạn nhé. Ô đào thì sẽ xong rồi. Giúp nhanh dễ cây này. Nó có nhiều dưới cây. Đâu tâm hết được rồi cháu ạ. Cháu đấy con cho đặt xuống nhé. Ô đào nó ra chết thì trôn nó rồi nhé. Không buồn được nhé. Chưa đặt hoàng nha. Đó, cho mình lấy cầm tay. Đây trước nha. Rồi tạm biệt mày á. Muốn làm thân bạn may mắn, số phận mày không may mắn nha. Cháu cho phòng cháu đi về nhá. Nhá, có buồn nhá. Yeah.
cháu ở nhà làm bếp đi nhá, ông đi tìm cái máng làm cái con lợn nuôi cho ăn nhá. Không có gì đó là lấy cắt cây cái gì về làm cái chủ cho mấy cho con ở nhá. Ông đi tìm máng lại xuống rồi chắc là cái sòng ông hồi là tiếp nhá. Làm thì vui vẻ nha, không như lúc quê không à. Mà tăng chút đấy.